dân. Tôi ở đây để mang sự thật đến cho các bạn. Bên ngoài càng sáng sủa đẹp trai như vậy thì càng dễ dàng che đậy cái sự biến thái bên trong của nó. Mà dám lộng hành như vậy, nhất định tao phải tóm được thằng này. Sợ dữ vậy? Sao không sợ mày? Mày biết không, gần đây xóm mình có biến thái đó mày. Mã hả chuyên gia hù những cô gái trẻ đẹp. Miễn mà thấy cô gái nào trẻ đẹp là dạch ra cho coi luôn đó mày. Là dạch quần ra cho coi đó. Mà mày nghĩ coi xóm này ai đẹp bằng tao đâu. Đương nhiên là nó phải hù tao trước rồi. Xóm này có biến thái hả? Đúng rồi đó. Sao tao không biết ta? Trời ơi, mày phóng viên mày quê mùa quá vậy. Tao nắm thông tin còn nhanh hơn mày nữa. Ủa tao phóng viên chứ tao đâu có phải là ông tổ trưởng đây đâu tao biết. Thôi mà thấy ghê lắm đó. Mày đó, mày con gái mày hay đi đêm về hôm đó, cẩn thận nghe chưa. Mày cứ lo, tao nghĩ cái thằng phải lo là cái thằng biến thái mới đúng. Nó chỉ cần mày nhảy ra đây một cái là tao cho chú vô con của nó lên bản đồ ở liền. Nó mà nhảy ra mày mới là đứa đi lên bản đồ đó. Nó là đứa lên bản đồ. Trời trời mày ơi, hết hồn mít dí luôn á mày. Hết hồn tới bàn hoàng bật ngửa luôn á mày. Đi hai đứa chứ điên đứa là có chữa rồi. Xíu thành vợ mẹ luôn rồi đó. Đừng có máu tao đau quá. Giữa ban ngày mà mày dám lộng hành như vậy, nhất định tao phải tóm được thằng này. Là trời, là trời luôn á. Quá trời. Tao sợ quá mày, quá trời luôn á. Hít thở nè. Không gì hết, bình tĩnh. Rồi mày nghĩ gì vậy? Thì nghĩ kế để bắt cái thằng biến thái tới chứ gì. Tao bỏ đi thấy ghê quá mày ơi, tao sợ lắm luôn rồi đó. Đừng có gặp nó được em. Mày nhìn này, da gà nổi lên chân rồi mày. Tao có giỏ mà sợ cái gì. Bây giờ mà nó xuất hiện một cái trước mặt tao á, là tao đánh cho con chú do con của nó ra cái bãi mía luôn. Chứ ở đó mà sợ. Thấy ghê quá vậy. Con này ngu si ghê dại mày bao nhiêu lần rồi. Con gái là phải dễ thương, ngoan hiền, mềm mỏng, đáng yêu như tao nè. Con trai nó tưởng mình yếu đuối nó mới cho mình dựa vô, hiểu không? Thì đó, nó tưởng mình yếu đuối nó sắp dựa vô mày rồi đó. Giọng thứ đừng như đàn ông ơi trời. Vụ này em nói chị Trân xuống mà chị Trân có nghe đâu. Chị bỏ cuộc đi. Ủa Thành nè. Dễ thương có dạ lâu quá không gặp. Dạ lâu quá em không có gặp chị. Trời ơi, nhìn chị càng ngày càng xinh ra nha. Trời, nhỏ này nói dịu đúng giận của mày. Trời ơi, dẻo miệng vậy là ở trong trường quá chừng đứa theo đúng không? Đâu có đâu, em đi học còn không thời gian nữa. Thời gian đâu mà yêu đương. Em đâu giống chị. Dễ thương hết đi nè. Này, gì? Em tao nha. Thì em mày, đâu nói em tao đâu. Thì ủa mà sao hôm nay qua nhà anh Trân chi vậy? Thì nó đang là sinh viên thực tập gần đây nè. Cho nên là mẹ tao kêu qua đây ở luôn. Để không phải tốn tiền thuê trọ ngoài mà. Trời ơi, thấy thương nhỏ ghê không? Đã năm cuối cực khổ rồi mà còn phải đi thực tập nữa. Áo đậu nhà nhỏ này nữa. Thôi qua nhà chị vậy chăm sóc cho chị giàu có lắm. Dạ thôi được rồi chị. Không sao, chị nuôi trai quen rồi. Thôi em ở đây được rồi. Này à, đâu giờ đâu giờ? Em vô em đi tắm nha. À, có cần đi tắm giùm luôn hả? Dạ thôi được. Trời thằng bé hồi nhỏ tao tắm với mày hoài đó chứ không. Ôi là trời, bây giờ nửng hai đó nửng cũng vậy thôi à. Ghét bé ghê luôn á mày. Ê, nhắc lại là em tao. Thì chỉ muốn nựng một cái thôi chứ có gì đâu mà khó khăn quá vậy. Nựng cái gì? Nựng cái mặt của nó đó. Bàn kế, quay lại công chuyện cũ.
Ủa là nãy giờ mày chưa bàn ra được cái kế nào luôn. Rồi bây giờ nghe không? Thì bây giờ nghe nè, giờ cách gì nói đi. Ôm cây, đợi khỉ. Im lặng coi. Chân. Gì? Mày gãi cho tao cái mé nách này được không? Sao vậy? Tao ngứa quá à, mũi cắn tao nè. Tao chịu khó đi. Ủa mày, rồi lỡ nó không qua đây làm sao? Sao mà mày chơi đúng nghĩa đen vậy? Mày ôm cây đợi khỉ gì luôn hả? Thì giờ mình không có thông tin nào của nó hết. Mình chỉ có cách là đứng đây mai phục. Để khi nào mà bắt được nó thôi. Rồi lỡ nó không tới nữa thì sao mày? Thì mai đây đợi tiếp. Đây là tuyến đường hoạt động của nó mà. Mày yên tâm, có công mày sắt, có ngày gặp con chơi con. Nhưng mà tao không có lên bản đôn đâu mày ơi. Tao ngứa quá à. Mày ráng đi. Thảo. Gì vậy mày, nó tới chưa? Chưa. Ôi là trời, tao mệt quá luôn á chân. Bây giờ tao mới sực nhớ lại câu mày biết không? Câu gì? Đợi chờ quá đáng sợ mày. Mà không biết đợi chờ tới khi nào thôi. Vậy thì mình phải tiến đến phương án B thôi. Mày định làm gì nữa bà nội? Đã đến lúc nhân sắc này phải phát huy tác dụng rồi. Dùng mỹ nhân kế đâu á, thôi tao không thích tao. Mặc dù tao đẹp nhất cái sớm này mà mất mệt lắm. Tao nói tao. Trời, mình hay ghê luôn nghe, vừa đẹp vừa giỏi luôn á. Từ một cái con mà nó quê mùa sến rện mà tôi làm nó thành hot girl luôn á trời. Tôi tự nể tôi luôn á, tôi xứng đáng có 10 người đại gia. Mỏi. Có mình mày mệt. Cảm ơn em. Vẫn chưa bắt được thằng đó hả chị? Không hiểu sao mai phục nhiều cả như vậy rồi á mà không thấy thằng đó xuất hiện nữa. Chẳng biết là ở đâu. Cảm ơn em, nhìn cái cam ngon quá. Mà tức một cái, đúng ngay cái ngày chị bận rộn đi săn tin thì hắn lại xuất hiện tấn công con gái nhà lành. Thì đúng rồi, mày biết sao không? Tại vì á mày không có duyên với thằng biến thái á. Thằng biến thái chỉ có duyên với những người con gái xinh đẹp thôi, đặc biệt là tao nữa. Đúng không? Tóm lại là nhất định phải bắt được cái tên đó. Chị có cần em giúp gì không? Thôi, em còn đang đi học thì em cứ tập trung cái chuyện đi thực tập của em thôi. Không có cần lo mấy cái chuyện này đâu. Thôi kệ đi em, nó lo chuyện qua đồng quen rồi. Mình cứ đi học đi làm, đúng nhiệm vụ của mình thôi. Dạ. Vậy thôi em đi học nha. Đi có gì rồi chị sẽ báo với em. Bye hai chị. Tao biết rồi. Rồi biết gì nữa? Hả? Ngay từ đầu tao đã suy nghĩ sai hướng. Thì sai hướng mới không bắt được nó đó, chứ đúng hướng là bắt được nó rồi. Ý là ngay từ đầu tao đã suy nghĩ và khoanh vùng sai hướng. Thì tao biết là sai hướng rồi đó. Rồi sao nữa? Tự nhiên chị nghĩ ra được một cái kế sách rất là hay. Nhưng mà kẹt một cái là bắt đầu từ ngày mai chị đã phải bận đi công tác ở Long An một tuần mất tiêu rồi. Trời ơi, thích mê ghê chưa, tự nhiên nghĩ ra cái đi Long An. Thôi, mày đi về đó rồi mày quên hết mọi chuyện luôn đi, không có cần mày nữa nha. Ngày mai tao đi báo công an phường được chưa? Tao tự làm luôn được không? Tao mệt quá vậy đi. Ừ. Suy nghĩ nhiều cũng không được gì. Đúng rồi đó. Đó, không não gì được à.
Lo cái chuyện bao đồng tào lao không? Đúng là chỉ có chị nói chị Trân mới nghe thôi. Thì lúc nào chị cũng phải nhắc nhở nó nè, quan tâm nó nè. Còn chị á thì lẻ bóng một mình, không ai nhắc nhở quan tâm hết á. Cái á chị cũng muốn tìm một người nhắc nhở quan tâm chị đồ ghét thư á. Ê gì ạ? Thì mai tìm đừng tìm phi công nha. Dễ thương mà cung lái cung. Dạ dạ vậy thôi em đi học nha. Phi công đi học đi, ba nhà ba chờ. Dạ. Như vậy thái độ đó chính là khum, không muốn lái. Không đi không thì kệ cha tao, mày không có cần nhấn mạnh lại đâu. Ôi là trời, tự nhiên hôm nay Trân đi công tác bỏ người ta về mình vậy đó. Rồi có gì rồi sao mà người ta chịu nổi. Ai đó? Ai vậy? Hạ màn được rồi. Thì ra chính là em. Ủa Thanh mà. Đúng vậy. Mày có nhớ tin đồn lan truyền về tên biến thái xuất hiện ở xóm mình từ khi nào không? Thì 2 tuần trước. Trùng hợp ghê. Đúng là thời gian mà Thành đã chuyển đến nhà tao sinh sống để thuận tiện cho việc đi thực tập của mình. Lúc đầu tao đã nói về suy luận sai hướng của mình. Tao đã nghĩ là tên biến thái bỏ chạy và lần đầu tiên gặp tụi mình là vì sợ bị tao đánh. Nhưng mà nghĩ lại thì nó cao to như vậy, sức thì có thể đánh lại được 2 đứa con gái tụi mình, làm sao lại sợ được chứ. Hắn nhanh chóng bỏ chạy chỉ là vì sợ nếu mà nán lại lâu thì sẽ bị tao phát hiện ra. À thì ra là vậy đó hả. Suốt một tuần tụi mình mai phục hắn lại không xuất hiện. Nhưng mà vào đúng ngày tao đi săn tin để lên bài, hắn lại xuất hiện. Hắn biết rõ tất cả lịch trình và kế hoạch của mình. Vì sao? Vì hắn luôn ở ngay bên cạnh để theo dõi câu chuyện của tụi mình. Đồng thời tao cũng nhận ra được rằng âm thanh quen thuộc từ chiếc móc khóa trên ba lô của Thành lại giống như là chiếc âm thanh mà khi đụng độ với tên biến thái tao đã nghe thấy. Cái này á hả? Ừ. Trời đất ơi, đi làm biến thái mà để chương lủng lẳng nha em. Lắp ghép lại tất cả những mấu chốt trên thì tao đã suy luận ra được Thành chính là tên biến thái, nhưng lại không có bằng chứng. Cho nên tao mới đưa ra một kế hoạch, nói là mình đi công tác 1 tuần để dụ rắn ra khỏi hang. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mời anh theo tôi về đâu. Đi. Sao nó sáng sủa vậy mới làm biến thái vậy mày? Biến thái chỉ là bệnh lý và tâm lý thôi, đâu có liên quan gì tới ngoại hình đâu. Cái vẻ bên ngoài càng sáng sủa đẹp trai như vậy thì càng dễ dàng che đậy cái sự biến thái bên trong của nó. Bởi vậy mày đừng có nhìn mặt mà bắt hình dung. Thì ghê quá ha. Mà cảm ơn mày nha. Sợ cũng chết chứ. Cảm ơn cái gì. Mày đó phải mốt đi đứng và cẩn thận. Lúc nào ra đường cũng phải nhớ là mang theo bình xịt hơi cay trong người để phòng thân. Bình xịt hơi cay nó có tốn kém không mày? Hay là có chai dầu gió nè? Cũng được, khi nào mày gặp nó thì mày trét cho dầu gió trong 2 con mắt nó là được. Đúng, tao đổ hết vô luôn mà. Nhưng mà thao tác phải nhanh nhẹn lên thì mới chơi lại được tụi nó. Sao chơi lại tao? Tôi là phóng viên Bảo Trân, người giúp các bạn phơi bày sự thật ra ánh sáng. Chúng ta thường mặc định rằng biến thái chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng thực tế thì lại khác. Vì vậy, dù ngày hay đêm, chị em phụ nữ cũng phải nên cẩn thận khi đi một mình ở những đoạn đường vắng vẻ. Chuẩn bị sẵn bình xịt hơi cay để vị trí thuận tiện để dễ dàng lấy ra sử dụng trong những trường hợp cần thiết cấp bách.